trân trọng giới thiệu và kính mời. Chị MC. Dạ vâng, lời nói đầu tiên Kiều Anh xin gửi tới hội trường cưới một lời chúc và một lời chào trân trọng nhất ạ. Dạ vâng, để tiếp nối cho chương trình ca nhạc của đám cưới của chị Hoàng Thi và anh Lê Thìn thì Kiều Anh xin gửi tới ca khúc Khách đến chơi nhà. Mời mọi người lắng nghe ạ. Bắt cơ người ơi người ở đừng.